VinFast VF34, mẫu xe ô tô điện đầu tiên của VinFast đã ra mắt khá là lâu và cũng đã giao đến tay khách hàng rất là nhiều. Một tháng thì số lượng giao đến tay khách hàng rơi vào tầm từ 400 đến hơn 400 xe trên toàn quốc. Và hiện tại thì đã được đâu đó tầm gần 3.000 xe VF34 giao đến tay khách hàng. Và có một điều rất là băn khoăn mà khách hàng rất là nhiều khách hàng thắc mắc, đó chính là về chi phí sử dụng của VinFast VF34 nó như thế nào và nó có tiết kiệm hơn một chiếc xe xăng cùng phân khúc hay không. Đấy thì đó là lý do mà hôm nay Hương làm video và gửi đến cho mọi người một cái bảng tính, một cái bảng chi phí sử dụng VinFast VF34 với rất là nhiều cái quãng đường di chuyển được trong một tháng, dành cho rất nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, từ những người đi trong thành phố ấy đến những người đi đi làm xa, mỗi ngày đi 20 30 km, và đến thậm chí là những người sử dụng xe VinFast VF34 để chạy dịch vụ, chạy Grab đấy. Và với VinFast VF34 thì Hương sẽ so sánh chiếc xe này với một chiếc xe xăng tương đương với mức cái tiêu thụ là 7 lít trên 100 km đấy. Và trong cái hình mà Hưng đưa ra trên màn hình, mọi người xem là tiền một lít xăng Hưng đang giả sử nó là 30.000, 30.000 được. Vừa rồi thì nó có điều chỉnh xăng nó giảm xuống một tí, nhưng mà với con số 30.000 Hưng nghĩ là hai bên là nó sẽ đồng đều và nó sẽ gần như nhau, nó xem nhau đấy. Trong bảng này thì sẽ có hai cái gối thuê pin dành cho VinFast VF34, đó chính là gối linh hoạt và gối cố định. Với gói linh hoạt thì chúng ta sẽ có mức thuê pin là 657.000 và gói cố định là 1.805.000 trên một tháng. Với gói thuê pin linh hoạt thì khi mà khách hàng đi quá 500 km, chúng ta sẽ trả thêm là 1.315 đồng cho 1 km đi vượt. Đấy, như vậy mọi người có thể nhìn vào dòng thứ hai là với một khách hàng đi 1.000 km thì sẽ trả thêm con số là lấy 500 km và chúng ta sẽ nhân cho 1.315, thì tổng số tiền thuê pin của khách hàng này sẽ là 1.314.500. Và tương tự với cái gối linh hoạt, nếu như mà khách hàng đi 1.500 km mà lại chọn gối linh hoạt thì chúng ta sẽ tốn cái tiền thuê pin là 1.972.000 đấy. Như vậy mọi người có thể thấy là ở cái dòng thứ ba, gối linh hoạt là 1.972, thì nếu như đã đi được 1.500 km thì chúng ta sẽ nên chọn cái gối cố định, là chính là cái gối mà chúng ta đi thoải mái nhưng mà chúng ta chỉ trả với một cái mức thuê pin đó là 1.805.000 đấy. Thậm chí là có những cái khách hàng mà Hưng làm nó đi đến 2.000, 4.000, 6.000 km thì chúng ta chắc chắn là sẽ chọn gối linh hoạt rồi, gối cố định rồi đấy. Cái cột tiếp theo đó chính là cái số kilowatt giờ điện trên một tháng. Đấy, thì với cái dung lượng pin của VinFast VF34 hiện tại đó là 42 kWh giờ, 42 chữ điện, thì Hưng sẽ tạm tính khi mà chúng ta sạc đầy pin để đi được 500 km là 90 chữ điện. Đấy, với cái mức công bố của VF34 là 500 km, 285 km trên một lần sạc pin đầy, thì Hưng sẽ tính trung bình lại. Đấy, qua cái quá trình thực tế mà Hưng cũng đã trải nghiệm trên những chiếc xe của khách hàng thì sẽ là 90 chữ điện ở trên một tháng nếu như là 500 km, và cứ như vậy nhân lên, nếu như khách hàng đi 1.000 thì sẽ là 180 chữ điện, và đi 2.000 chẳng hạn sẽ là nhân 2 lên là 360, và đi 6.000 nhân 3 lên là 1.080 chữ điện. Đấy, và cái chữ điện này thì Hưng chính là cái con số mà Hưng để tính ra được cái tiền điện đó, chính là cái cột thứ thứ năm này. Đấy, thì tiền điện khi mà khách hàng sử dụng ở cái linh hoạt, chúng ta có cái mức 500 km di chuyển là 280.000 thôi. Đây là Hưng đang tính với cái mức tiền điện là 3.117 Việt Nam đồng trên một chữ điện. Đấy, đây là cái mức tính tiền điện của cái trụ sạc của VinFast khi mà khách hàng sạc tại trụ của VinFast nha. Đấy, còn khi mà sạc tại nhà thì chúng ta sẽ tính riêng. Còn khi tính với cái tiền điện, cái chữ điện mỗi nhà, mỗi chữ điện nó khác nhau về cái giá. Đấy, điện công nghiệp khác, điện dân dụng khác. Đấy. Rồi tiếp theo đó là về cột tổng tiền thuê pin và tiền điện. Cột này là rất là quan trọng nha. Đây chính là cái chi phí sử dụng của VinFast VF34.
Với gói linh hoạt thì chúng ta đi 500 km sẽ tốn 937 ngàn tổng tiền thuê và tiền sạc điện. Đấy. Với cái mức đi di chuyển là 1 ngàn thì chúng ta sẽ tốn 1 triệu 8 75. Đấy. 875 ngàn. Và với một khách hàng sử dụng cái gói cố định và đi 1.500 km thì chúng ta sẽ tốn là 2 triệu 6. Đi 2 ngày thì chúng ta sẽ tốn 2 triệu 9 tổng tiền điện và tiền thuê pin. Đi 4.000 km chúng ta sẽ tốn chỉ có 4 triệu thôi. Và đi 6.000 km chúng ta tốn chỉ là 5 triệu mốt thôi. Đấy. Và tương tự, mọi người có thể nhìn sang ba cái cột cuối cùng của cái xe xăng đấy. Đấy. Thì khi mà khách hàng sử dụng đi 500 km chúng ta tốn là 1.050.000. Hiện tại thì con số này nó sẽ nhỏ hơn một tí, nó sẽ nhỏ hơn tầm vài chục ngàn. Có nghĩa sao hiện tại nó là tầm 27 ngàn, 27 thì nó nhỏ hơn 3 ngàn, 3 ngàn mà nhân với lại thì nhỏ hơn 100 ngàn. Đấy, có thể là tầm 950 ngàn. Đấy, thì nó cũng gần như là tương đương nếu như mà khách hàng đi chỉ 500 km thôi, với một con số di chuyển là 500 km nha. Đấy. Khi mà khách hàng sử dụng chiếc V34 di chuyển trên 500 km thì chúng ta sẽ thấy rõ được ngay cái mức lợi của nó. Ví dụ như đi 1.000 km thì với V34 chúng ta tốn 1.875.000, nhưng mà với chiếc một chiếc xe xăng thì chúng ta sẽ tốn tầm 2.1 triệu. Đấy, đây là Hưng đang tính với một chiếc xe xăng mức tiêu thụ là khá là tuyệt vời, đó chính là 7 lít, chỉ 7 lít trên 100 km thôi nha. Đấy, với một chiếc V34 mà để mà so sánh với một chiếc xe xăng ấy, đấy thì nó đúng chính xác nó là hạng C, CCUV. Đấy, đây là một chiếc xe mà tầm 7 đến 8 lít là một chuyện rất là bình thường. Value hiện tại nó tầm 7 lít hơn rồi. Đấy, VinFast Value. Rồi, khi mà sử dụng 1.500 km thì chúng ta sẽ tốn là 2 triệu 6 với VF34, nhưng mà một chiếc xe xăng sẽ là 3 triệu 150 ngàn. Đấy, nó chênh lệch là 500 ngàn. Khi mà sử dụng chiếc xe này 2.000 km, 2.000 km tức là mỗi tháng chúng ta đi tầm 70, 65, 65, tức là mỗi ngày chúng ta đi tầm 65 cây, tức là dành cho những cái anh chị khách hàng nào mà sử dụng chiếc V34 mà để đi làm xa, đi mỗi ngày. Ví dụ như chúng ta đi đến công ty là tầm 30 cây và chúng ta đi về lại 30 cây. Đấy thì sẽ là 2.000 km này đây. Với V34 chúng ta chỉ tốn 2 triệu 9, với một chiếc xe xăng chúng ta tốn đến 4 triệu 2. Đấy. Như vậy nó sẽ chênh nhau là tầm 1 triệu 3 lần. Đấy, 1 triệu 3, một con số khá là lớn nha. Rồi, khi mà khách hàng đi đi đến 4.000 km, tức là đây dành cho những khách hàng mà có thể nói là chạy Grab, chạy dịch vụ hoặc là đi đi làm xa hơn nữa. Đấy. Thì VF34 sẽ tốn tổng tiền đó là 4 triệu. Còn một chiếc xe xăng tương đương nó sẽ tốn gấp hơn đôi, đó là 8 triệu tư. Đấy, một số khá là lớn nha. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy được ngay là với VF34 thì khi mà chúng ta di chuyển càng nhiều, chúng ta đi càng nhiều thì chúng ta lại càng lợi. Đấy, rất là phù hợp cho những anh nào mà đi di chuyển mỗi ngày con số càng nhiều. Ví dụ như một người mà di chuyển trong cái công việc của mình mỗi ngày mà tầm 60 km thì theo Hưng là một tuần người ta có thể sạc đâu đó tầm 3 lần. Đấy, tầm 3 lần, có thể là 2 lần nếu như mà chúng ta đi gọi là đi tốt. Đấy, thì cái việc mà sạc pin cho VF34 một tuần tầm 3 lần thì theo Hưng cũng là một cái điều khá là đơn giản. Đấy, trụ sạc của VinFast hiện tại nó đang phủ sóng rất là nhiều trên tất cả các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Đấy, tại Đà Nẵng, Quảng Nam thì cũng có khá là nhiều rồi. Đặc biệt là tại Đà Nẵng thì có rất là nhiều cái trụ sạc, và đặc biệt là những cái trụ sạc 30 kW. Đấy. Với trụ sạc 30 kW thì chúng ta có thể sạc đầy VF34 trong vòng 1 tiếng 45 phút. 1 tiếng 45 phút nha. Đấy, và tùy vào công việc mình có thể canh chỉnh cái thời gian để có thể đến được cái trụ sạc và ngồi đợi hoặc là đi cà phê một tí thì chúng ta quay trở lại để lấy xe. Khá là hợp lý nha. Đấy. Và cuối cùng đó, nếu như mà khách hàng đi đến 6.000 km, tức là anh này là một khách hàng chạy dịch vụ, chạy Grab. Đấy. Thì sẽ rất rất là tiết kiệm và sẽ mang lại cái mức sinh lời tối đa dành cho cái khách hàng này. Đấy, đặc biệt là với VF34 nó đầy đủ tiện nghi và công nghệ an toàn. Đó là một chiếc xe cực kỳ hợp lý dành cho một khách hàng nào sử dụng VF34 để chạy dịch vụ. Đấy, hiện tại thì tại Đà Nẵng, tại Quảng Nam thì cũng đã có một vài chiếc VF34 mang biển số vàng,
tức là mang biển số của xe chạy dịch vụ rồi. Đấy, thì hôm nào Hưng sẽ có một cái video để mà có thể, nếu như mà có thể thì có thể phỏng vấn hoặc là trao đổi với khách hàng mà đang sở hữu về cái việc sử dụng chiếc vé 34 này nó có hợp lý và nó có dễ dàng cũng như là có nó có tiện không. Đấy. Nếu như mà một khách hàng sử dụng một chiếc xe xăng bình thường để chạy 6.000 km một tháng, tức là 200 km một ngày, đấy, một số khá là lớn, thì sẽ tốn gần 13 triệu tiền xăng, chưa tính là tiền hao mòn, tiền bảo dưỡng của xe xăng nó lại cao hơn so với xe điện. Đấy, với công bố thì VinFast VF34 mức bảo dưỡng của nó chỉ rơi vào tầm 1 phần 2 đến 1 phần 3 của một chiếc xe xăng thông thường cùng phân khúc. Đấy. Ví dụ như bạn đi bảo dưỡng ở mốc 5.000 km của một chiếc xe xăng, nó rơi vào tầm 1,5 triệu, thì ở cái mức cái mốc 5.000 km của chiếc VF34 nó chỉ tốn tầm 500.000 đến 700.000 thôi. Đấy, rất là tuyệt vời, rất là nhỏ nha. Ok, như vậy thì ở cái bản này cũng Hưng cũng đã nêu rõ ra cái tổng cái tiền thuê pin cũng như là cái tiền sạc điện của một khách hàng di chuyển với rất là nhiều cái mốc km khác nhau, để cho anh chị có thể dễ dàng nhìn vào đây và xem thử là cái nhu cầu của mình một ngày mình đi bao nhiêu km và có nên sở hữu một chiếc VinFast VF34 hay không. Đấy, với một chiếc xăng và một chiếc xe điện thì mọi người có thể nhìn vào đây và lựa chọn cho mình một cách phù hợp nhất. Ok, nếu như mà đang có nhu cầu quan tâm VinFast VF34 thì có thể liên hệ trực tiếp cho Hưng. Hưng sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn xe cũng như là mua lại những cái cọc của khách hàng đã cọc trước để chúng ta được cái giá ưu đãi nhất và tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video lần sau.